Alo, alo Tấm Cúc xin mến chào đại gia đình của mình à, Giờ quản công việc rồi cho nên là lên ngồi kể với gia đình của mình nghe một mỗi chuyện hài cho nó vui Thư giãn nha đại gia đình Thì trước khi kể mỗi chuyện này Thì tại vì mỗi chuyện này là người chồng thì ở miền Nam Còn người vợ thì ở miền ngoài Là là miền ngoài Bắc á thì nói tên miệng ở ngoài thì cúc có có nhận một cuộc điện thoại của anh trai này từ hà nội vào anh trai nói như thế này là trời ơi mến những cái mọi chuyện tấm cúc kể lắm rất là ngưỡng mộ em rất là thích em nhưng mà hôm nay tự nhiên giận em hết biết giận luôn rồi giận tới ghét em luôn á xong cúc mới hỏi ủa sao kỳ vậy anh trai sao mới mến này chuyển sang ghét vậy cái ông nói là tại em đó hôm nay là mở câu chuyện của em lên cho nên là anh có đi mua mấy con cá về anh kho thiệt là ngon vậy đó anh kho xong anh chạy lên anh bật cái chương trình của em anh coi trời ơi anh coi tới nỗi mà anh quên cái nồi cá của anh nó khét ngẹt luôn à bây giờ anh ghét em quá nó khét nó làm hư cái nồi cá của anh rồi <laughs> rồi anh điện cho anh bắt đền em nào bắt cười quá à thì uh qua wow, cái cái những cái lời nói đơn giản vậy thì Cúc cũng biết là những anh chị em gần xa rất là mến tấm Cúc kể chuyện nên là thường xuyên mở những cái chương trình của Cúc kể chuyện thì Cúc rất là vui, rất là vinh dự và hân hạnh cái điều đó cho nên em muốn kể nhiều hơn và thật là nhiều hơn những mỗi chuyện nữa gửi đến đại gia đình của mình. À, tại vì à, em không có muốn phụ lòng đại gia đình đã mến thương cúc đã ủng hộ những cái mỗi chuyện mà khi cúc à, cho xuất bản ra trên youtube thì đại gia đình đều đón nhận à, cúc à, rất là cảm thấy mình à, thật sự là may mắn thì hôm nay cúc xin kể cái mỗi chuyện này thì mỗi chuyện là à, ngày xưa á là cái thời mà chiến tranh đó đại gia đình thì người ta nói là chiến tranh thì lính rồi đó người ta sợ những cái người mà giống như là có những cái vũ khí ở trong nhà bơm đạn hay là cái gì mà chắc chứa đó thì lính rồi hay có đi lùng sục các cái gia đình để mà coi ai có là bắt đầu là bắt đó thì ở trong cái làng này có hai vợ chồng của cái anh kia cứ mà chiều tới là đóng cửa cứ hủ hỉ hủ hỉ trong nhà hoài Hả? Hủ hiểu hủy thì là coi như là lính nó, nó đi tới đi lui từng tra đó nó biết nó biết hai chồng này sao mà cứ mà chiều chẳng dạng là chưa kịp tối Nó đóng cửa mà cứ hú hí hí như vậy thì bắt đầu là một ngày nọ là lính nó mới nói là bây giờ lại bao dây cái nhà của hai vợ chồng của cái anh này lại cái anh người nam còn vợ là người người ngoài bắc đó nha thì là hai vợ chồng là trong nhà đang hủ hỉ hủy, hủy chiều tối đó thì ngoài đây lính nó bao vòng vòng nhà hết rồi nó để ý coi trong nhà này bộ có tàn trữ cái chắc gì hay gì á có là không biết có cái gì không mà là hai chồng cứ hủi hỉ, hủ hỉ hủ chiều đóng cửa thì lính nó lại nó canh nó canh hết nó bao dây vòng vòng nhà thì nó nghe ở trong nhà là là cái cô vợ với anh chồng này nè mấy là thỏ thẻ nói chuyện với nhau thì người ta là vợ chồng người ta ăn ái ở trong đó đó thì mò mẫm với nhau thì cho nên cái cô vợ cổ mới hỏi của anh chàng hay anh chồng á là cổ mò tới cái 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 phần mà cái 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 tính của ổng nữa thì tới cái phần đó nữa thì cô mới gờ bên đây cái cô mới hỏi là cái này gì anh ơi anh ơi cái này gì ạ cái bắt đầu ổng mới nói là 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 cái này gọi là cái 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 gì cái trái lựu đạn của anh đó đó ông nói là đó là trái lựu đạn á cái bắt đầu cô nàng mới gờ qua cái kế bên nữa cái gờ qua cái vậy kế bên đây là cái gì ông cũng nói Thì cũng trái lựu đạn của anh Bây giờ gia tài giống liếng của anh được có hai trái lựu đạn đó Có hai trái lựu đạn đó em Thì bắt đầu mấy người lính ông mày nó nghe vậy Nó nghe là ông này ông nói ông có hai trái lựu đạn Thì nó nói ông này là là coi như là tàn trữ những cái chắc là 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 phạm pháp nó phải vô nó bắt ổng cho nên nó đập cửa nó kêu thì đập cửa nó lại là, là là bây giờ là tôi yêu cầu hai vợ chồng là phải mở cửa ra cho tôi là khám xét đó thì khi mà hai chồng này nghe vậy thì quýnh ở trơn ra mở cửa này cho lính nó vô sợ mà nó vô khám xét thì không có gì chân thì lính nó mới hỏi là tôi vừa nghe anh nói là anh có hai trái lựu đạn thì bây giờ anh phải đem ra cái anh chồng đến đây không có tôi đâu có trái nào đâu nó nói tôi mới nghe vợ dạ, anh hỏi là cái nãy gì anh nói là hai trái lựu đạn bây giờ vốn liếng của anh còn được hai trái lựu đạn anh mới nói nè tôi nghe hết nãy giờ tụi tôi bao dây nghe hết rồi tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi ông nào mới giải thích là hai vợ chồng giải thích là không có không có mấy anh lính ơi cái này là vợ chồng tôi là ăn gái với nhau thì vợ tôi nó mới gờ của tôi nó hỏi của tôi thì tôi nói cái này là là trái lựu đạn của tôi bên đang trái kia trái, trái là tôi được hai trái đó mấy anh ơi thì ông ông lính này ông mới nói là bây giờ tôi không biết bây giờ là phải đem anh về đồn xử lý không bây giờ là, là 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 thà là là bắt quan chứ không thả quan về chảnh nếu mà anh không có tội gì á thì thả đó cho nên là bây giờ phải điều tra là tôi vừa nghe anh nói anh có hai trái lựu đạn cho nên phải đem anh về không nói nhiều lính bắt anh đây giả anh về về trên đồng đó thì bắt đầu cô vợ nhà trời ơi cũng gầu thì anh chàng này ảnh lên trên đó là coi như là nói tới nói lui thì cuối cùng ổng cũng bị nhốt 3 tháng ông này nè cái tội mà nói là hai trái lựu đạn là bắt đầu là bị nhốt nhốt 3 tháng trời thì ba tháng trời mới thả về cái đây là bị quan đó là đã 3 tháng rồi đó nghe đại gia đình thì khi đi về thì về tới nhà thì á, là cũng như ở trên đó người ta nói là hôm nay là được thả chồng của cái cô này về thì cái con người miền bắc này nè thì bắt đầu là cổ kêu chợ cổ bằng chồng cổ thì có cô bằng miền miền không à miền ơi miền ơi vậy đó trong miền tây thì kêu mình ơi còn ngoài kia thì miền ơi miền ơi vậy đó thì nghe hôm nay chồng về cho nên là ổng cái ngày ổng về ổng đi tới ngoài ngoài đầu ngõ rồi trước nhà thì cô vợ cũng mừng quá cũng mừng quá trời cổ chạy gửi nó à min về min về à, min về min của em về thì ông chồng nói trời ơi trời bữa hổm mới nói hai cái lưu đạn không nhốt tôi ba tháng bữa nay mà mìn nữa mìn về mìn về nó nhốt tôi chắc năm á, khỏi mìn đầu ý bữa trước mới có hai trái lựu đạn thôi mà nó nhốt ba tháng rồi bây giờ kia bằng mìn á, mìn về nó nó nghe được nó nhốt từ một năm luôn đó bà ơi bà <laughs> mến mày đại gia đình mình nghe cái câu chuyện vui để hăng nó vắng vắng nhưng mà nó có những cái cũng rất là thú vị cho đại gia đình mình được thư giãn nha em chúc quý đại gia đình của mình giàu vào sức khỏe, dạng sự như ý nha và đón xem những mỗi chuyện vui tiếp theo của tấm cúc. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ cho cúc để có tinh thần là kể chuyện nhiều hơn nha nha để cho mọi người biết đến tấm cúc nhiều hơn. Tấm cúc à, có động lực để mà dẹp bớt những cái công chuyện bên ngoài để mà tập trung những cái mỗi chuyện hay kể cho đại gia đình mình nghe. À, cúc luôn muốn đem tiếng cười niềm vui đến cho đại gia đình mình, muốn đem những cái sự may mắn đến gia đình mình. À, gia đình yêu thương tấm cúc tấm cúc cũng rất là quý trọng gia đình em bye bye và xin hẹn gặp lại vào clip ngày mai bye bye